Mình sẽ vào cái phần effect này. Đầu tiên thì mình hay làm gì vượt trước. Để làm gì vượt trước thì đầu tiên chúng ta sẽ tắt tiếng effect đi. Tắt echo đi nhé, tắt echo đi. Phần echo đi ra đi, tức là tiếng micro được gửi vào echo đây này. Mọi người để cho mình đối với con số này thì mình sẽ để đâu đó tầm 50. Để cho cái tiếng nói của mình nó được rõ, nó được chân thật. Nó không bị quá mờ. Có những trường hợp các bạn để âm để không luôn, tiếng mic của chúng ta nghe nó cứ vòng vòng, nghe cảm giác âm thanh nó không trung thực. Tiếng mic thô được gửi vào echo thì đối với con này thì mình sẽ để là 60. Qua phần reverb, vậy reverb đầu tiên thì mình cứ đưa lên tầm 60. Đây là tùy vào cái nhu cầu và sở thích, thông thường thì mình sẽ hay để 60. Rồi bây giờ thì mình sẽ kéo reverb lên. Thì trong phần reverb nó cũng sẽ có là phần equalizer reverb ha mọi người nhé. Equalizer cũng là reverb cũng để làm gì, để mà cân bằng reverb, cắt reverb, xử lý làm sao cái tiếng reverb của chúng ta nó được êm, được mượt, tiếng reverb không được chói. Tiếng reverb chúng ta cắt không đúng thì nó cũng làm cho bị hú. Echo chúng ta xử lý không đúng nó cũng làm cho bị hú. Nó rất là nhiều nguyên nhân để làm bị hú. Thì đầu tiên mình sẽ reset. Rồi mình sẽ kéo reverb lên. Mình sẽ thử alo 126. Đối với cái loại Audi này á, thì reverb mình để phẳng như vậy nghe cũng tương đối này nhá. Đấy. Còn nó còn tùy vào mic nữa. Chứ không phải là mic nào chúng ta cũng để phẳng nó hay đâu. Đấy. Reverb á, thì ở phần hai mắt motor á thì mọi người cắt lên cho mình là tầm 300 hạt lên nhá, đừng có để quá sâu. Đó, mình sẽ cắt lên tầm 300 hạt lên. Mình sẽ thử alo xem. 1 2 6 7 6 7. Đó, thì mình nghe cái cảm giác cái âm thanh nó cái tiếng reverb nó mình hơi bong bong, nó không có ấm mà không có mượt. Thì mình sẽ xử lý ở dải mid. Đấy, mình xử lý nhanh. Ông ta mình rộng một xíu, mình kéo xuống. 1 2 4. Đấy, sẽ kéo từ đây. 6 7. Mình nghe tiếng reverb nó bị ong. Có nhìn thấy ống âm thanh khi reverb mình đưa, khi reverb mình đã để cân bằng như thế này. Còn cái tiếng reverb bị ong ong. Đấy, con này thì mình để phẳng như vậy nghe cũng tương đối rồi, nhưng mà mình cảm giác như nghe nó hơi bị ong một xíu. Thì mình sẽ giảm bớt xuống xíu. 6 7 1 2 4 5 6 7. Đối với reverb của mình thì như vậy là mình thấy là tương đối là vừa rồi. 6 b cái cảm giác như ở dài 2 bát nghe nó hơi bị không có bị hơi ống cái tiếng mình không được mượt cho lắm, cho nên mình sẽ ở phần 2 bát thì mình sẽ đưa xuống xíu. 1 2 6 b 1 2 6 b 6 b tối thiểu đại khái thì đầu tiên á chúng ta phải cắt hai bát filter reverb cho lên tới là 300 hertz trước cái là đó, để tầm 300 hertz trước cho mình kia cái tiếng xì đuôi của reverb mất 6 hay 6 rồi. Reverb thì mình đối với cái hệ thống cái loa Audi này á, mình đang dùng Audi để mình test á, thì với cái mic show này thì tiếng reverb cho mình cũng ok rồi, không cần phải chỉnh quá nhiều nữa. Để mình nhìn mình đây như vậy. Mọi người cần nắm cho mình một cái chính đó là phần 2 bass filter đây này. Đấy, mọi người để cho mình bao nhiêu này. Rồi tiếng mic thô được gửi vào reverb là bao nhiêu đây này. Đó. Mọi người để cho mình là 60 nha. Và cái chỗ là reverb delay đi mọi người ha, thì mọi người là để cho mình tầm khoảng là 30. Đây tức là thời gian mà giữa tiếng mic thô và tiếng reverb nó tiếp nhận đó mọi người, nó bắt đầu hoạt động á. Chúng ta phát âm tiếng mic thô ra bao nhiêu mini giây thì reverb nó can thiệp vào. Sẽ kéo cao lên 1 đó, 1 đó, mình sẽ xuống 1 xíu để cho cái âm đầu tiên khi phát ra nó được rõ.
để mọi người đến khoảng tầm là 30 ms. Vang số nào vậy là kể cả cái tắt mưa mọi người có thể để cho mình ở khoảng như vậy. Mọi người đừng có để nó quá cao mà đừng có tắt nó hẳn. Nó tắt nó lên cái bảng để 0 ms thì cái tiếng để vượt cái phát âm chúng ta phát âm ra khi chúng ta hát ấy, cảm giác cái âm thanh nó bị mờ, nó không có rõ cái từ của chúng ta. Thế mà mọi người để cho mình mức khoảng tầm 30-40 gì đó đi, cho cái tiếng phát âm của chúng ta nó rõ. Và khi chúng ta phát âm ra xong thì cái reverb đuôi phía sau nó sẽ hỗ trợ cái giọng hát của chúng ta, nó làm giọng hát của chúng ta nó mềm. Rồi tiếp tục đến là độ dài của reverb. Đối với cái độ dài đuôi của reverb của VX8 thì mình sẽ để là 3600 nó vừa. 2 6 nghe 2 1 1 mình sẽ hay để ở mức đó. Rồi, reverb xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tắt âm lượng của reverb đi. Ở đây, chúng ta kéo xuống này. 1 2 6. Bắt đầu chúng ta sẽ qua phần echo. Chúng ta phải làm một phần làm tiếng echo, sau đó chúng ta làm tiếng reverb. Làm reverb sau đó chúng ta sẽ tắt reverb, chúng ta làm echo. Đấy. Sau. Thì đầu tiên thì chúng ta phải chỉnh thông số trước cái đã. Ở phần echo đây. Echo thì mọi người để cho mình là tầm là 100 Hz rồi đấy thôi, đừng có để quá cao. Đó. Phần high pass filter mọi người để mình 100. Còn được phần low pass filter đây mọi người để cho mình cũng 90 độ về thôi. Đó, đừng để quá nhiều. Đầu tiên là hai cái này nhá. Sau đó tiếp đến là chúng ta sẽ có cái thông số ở đây này. Ở phần là echo delay đây này. Tức là cùng là cái thời gian giữa tiếng mic thô và tiếng echo bắt đầu can thiệp. Đối với con vang số này thì mình sẽ là 100 mọi người nhá, 100 là để cân bằng nhá. Rồi tiếp đến là phần echo delay mid delay đây. Tức là độ nhanh chậm, độ lặp lại nhanh hay là chậm. Còn ở phần echo repeat đây á, tức là số lần lặp lại. Mình sẽ kéo lên này. Đó, rất là nhiều. Thì đối với phần này thì mọi người để cho mình là 46% gì đó. Đấy, nó lặp lại tầm 5 lần, 6 lần gì đó, 6 7 lần gì đó được không anh? Mình để tầm một cỡ là lặp lại tầm một cỡ là 6 lần đi. Đấy. Đây là để hát karaoke thôi mọi người, còn nếu mà để mà chúng ta hát chuyên xíu thì chúng ta lặp lại ít thôi. Rồi, còn đây là echo delay, tức là thời gian lặp lại, tức là nhanh hay là chậm. Bây giờ thì mình sẽ kéo xuống này. Đối với VX8 thì mọi người để cho mình là 230 ms nhá, là vừa nhá. Chúng ta sẽ vừa hát ra nhạc trữ tình và cũng như là remix cũng được cho mọi người. Rồi tiếp đến là phần ride delay, có nghĩa là nó sẽ để chế độ echo stereo hay là chế độ echo mono. Nếu như chúng ta để là 0% thì nó là echo mono mọi người ha. Mình sẽ lấy thêm một cái loa nữa. Vì cái tính năng này nếu như không có hai loa thì nó sẽ không có tác dụng. Cái tính năng stereo delay này nếu như chúng ta dùng có một loa thì chúng ta có kéo lên kéo xuống đi nữa thì nó cũng sẽ không có tác dụng gì đâu mọi người ha. Rồi khi chúng nó là stereo mà cho nên nó phải hai loa. Đấy. Kéo lên này. Đó. Khi chúng ta kéo lên càng nhiều từ chúng ta kéo lên á thì nó cái tiếng echo của chúng ta nó sẽ phát từ cái loa led chạy qua loa right. Bởi vì chúng ta muốn tỷ lệ từ loa led qua loa right là bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ đưa nó lên. Ví dụ như mình để là 10% đi chẳng hạn. Đấy, nó sẽ chạy nhẹ qua system, nó sẽ chạy nhẹ qua loa bên right. 1 Đó. Đối với mình thì trường hợp những căn phòng nào quá vang
thì chúng ta nên để chế độ echo staccato. Chúng ta nghe tiếng echo nó nảy ra, nó được rõ, cảm giác như nó nhuyễn. Thực chất thì nó vậy thôi, bản chất mình mà dùng thì mình cũng ít khi mình dùng echo staccato lắm, mình hay dùng echo mono để cho nó giảm bớt đi, nó không nó cảm giác như không, nó không bị đeo đuổi quá nhiều để mono. Đây mình hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách chúng ta chỉnh thôi. Nếu như chúng ta muốn là dùng echo staccato á thì chúng ta kéo lên, chúng ta muốn tỷ lệ echo qua bên loa right là bao nhiêu phần trăm, chúng ta đưa lên. Mọi người để đứng đây nhiều quá, để tầm 10 gì đó rồi, 10 hoặc 15 gì đó thôi. Chỉ test thì test 1 nghe như vậy cho nó mọi người, những cái việc là chúng ta hát mà thích echo, thích siêu nhẹ thì chúng ta cứ để chế độ staccato này mọi người ha. Khi chúng ta để chế độ này chúng ta không cần phải kéo echo lên quá nhiều, nhưng mà chúng ta nghe cảm giác echo nó nảy ra, nghe echo rất là rõ. Rồi ở phần là right re-delay đây, cái tính năng này nó cũng tương tự như tính năng là echo re-delay, tức là thời gian tiếp nhận giữa tiếng mic thô và echo bao nhiêu á, nó cũng đại khái gần giống như vậy nha mọi người. Đó, mình sẽ thử kéo lên. Đó. Tức là tiếng mic thô và tiếng echo nó hoạt động bao nhiêu mili giây thì nó sẽ chuyển qua cái chế độ gọi là nó thành echo staccato, nó sẽ nhảy vào, nó là như vậy đó mọi người ha. Đấy, cái này thì mình sẽ để đâu đó là tầm là 5%. Đấy. Nếu như mình tắt đi thì vừa luôn, cái nó vô luôn. Như vậy thì nó cũng không đúng với cái phách, cái độ ngân của chúng ta. Cho nên là mình sẽ đưa nó lên tầm khoảng 5% gì đó. Đấy, tức là mình alo đâu đó khoảng tầm là mấy mili giây gì đó, bắt đầu là cái tính năng này nó bắt đầu nó nhảy vào. Đó. Đây là phần echo, mình đã hướng dẫn cho mọi người rất là chi tiết rồi nhá. Rồi tiếp đến là phần mọi người cứ làm cho mình theo cái thông số này nhá. Đối với VS8 mọi người cứ để cho mình cái thông số này là chuẩn nhá. Đó, còn mọi người thích tùy biết như thế nào thì tùy ý mọi người. Âm lượng lớn nhỏ của echo đây mọi người ha. Đó, mọi người muốn echo nhiều thì mọi người tăng lên. Rồi, chúng ta làm echo xong rồi. Bắt đầu chúng ta quay trở về reverb. Bây giờ bắt đầu chúng ta trộn reverb vào echo này. 1 2 4 5 6. Đấy, có thể ít thôi. 6 7 1 2 6 7. Khi mà chúng ta để chế độ echo staccato thì nó rất là nhẹ mọi người á. Chúng ta chỉ cần là thả từ ra cái thôi là echo nó sẽ hỗ trợ cho mọi người hát rất là nhẹ. Đấy, còn trường hợp như mọi người quý vị là chúng ta hát chuyên một xíu thì chúng ta để chế độ mono đi cho nó bớt đi những cái thứ đeo đuôi phía sau cho cái âm thanh nó thực mọi người ha. Còn chúng ta mà muốn nhẹ, có một số người nó hát rất là muốn nhẹ, muốn nó hỗ trợ hết toàn bộ luôn á, thì chúng ta cũng nên để chế độ echo staccato. Rồi bây giờ mình trộn reverb quá. Reverb thì khi đã có echo lớn rồi thì reverb chúng ta trộn ít thôi. Đấy, cứ 1 1 1 6 thì trộn cho khoảng tầm 6 7 1 2 6 7. Tùy vào không gian nữa, ví dụ như không gian của chúng ta đang rất là vang thì chúng ta tắt hẳn reverb luôn. Hoặc phần hai bass của tôi chúng ta phải để cao lên. Nếu như trường hợp phòng của chúng ta quá vang thì chúng ta phải phần hai bass của tôi chúng ta cắt cao lên. Chúng ta lấy từ 500 Hz lên thôi để cho nó vuốt cái đuôi nhẹ ở cái từ của chúng ta khi chúng ta phát âm cao á, thì nó vuốt nhẹ cái đuôi một xíu thôi. Đừng có để nó lấn xuống quá sâu mọi người ha. Nếu trường hợp phòng quá vang chúng ta cùng để nhưng chúng ta cắt hai bát filter cao lên đó. Còn phòng chúng ta không vang lắm bình thường mà người cứ để cho mình 300 Hz đó. Rồi tiếp đến là phần sub, ví dụ như là khi mà chúng ta muốn là khi mà hệ thống âm thanh của chúng ta có sub và có full riêng á, ví dụ như mọi người chúng ta dùng loa full là 3 tấc thì mọi người cắt để cho mình là 80 Hz nhé mọi người. Và sub thì mọi người cũng để cho mình là tầm 85 Hz gì đó đổ về.
và từ 45 hẹp đổ lên. Đây, cắt được như vậy. Nếu như xúc chúng ta đang để ở mặt trước song song với loa phun thì mọi người cứ để cho mình phần delay, mọi người cứ để cho mình khoảng tầm là 1.8 cho tới 2 chấm cho mọi người nhé. Đó, mọi người cứ delay xúc để cho mình khoảng tầm 1.8 đến 2 xúc là tương đối ok rồi mọi người nhé. Còn để chính xác thì phải dùng smart đo mọi người ha. Đó, đây cũng là phần liên tiện của xúc tương đương như phần bên Melaproy. Trong nhà thì chúng ta không có mở lớn lắm đâu, cho nên phần đi miễn tiệt này thì chúng ta cũng để vừa thôi, âm 5 gì đó thôi. Phần attack đây thì mọi người để đứng cao quá. Rồi, đó là phần sub, cách để cắt sub, cắt full mọi người ha. Đây là âm lượng lớn nhỏ của sub này, âm lượng tổng này, và đây là âm lượng của music gửi ra sub này. Mọi người muốn là lớn bao nhiêu mọi người tăng lên. Đó, làm xong hết mọi người ha, chúng ta sẽ sell lại, đặt tên gì thì tùy mọi người nhá. Đó, bây giờ như mình sell vào chỗ số 10 đi, số 10 sau đó thì sell. Đấy, còn mọi người muốn sell vào số 1 hay số 2, số 3, số 4 tùy mọi người. Đấy, bấm vào, muốn sell vào số 1 thì mọi người bấm đến số 1, sau đó mọi người đặt tên, mọi người đang muốn đặt tên gì đó, Huy chẳng hạn, đặt tên của mọi người sell thôi. Đó, sell giết là xong. Rồi mọi người muốn sell qua máy tính thì mọi người bấm vào phần sell to PC đây này. Đó, mọi người đặt tên sell, muốn lót vô thì mọi người muốn lót thằng nào vô, khi mình vừa sell đây này, mình bấm đến này, sau mình lót vô thôi. Rồi, ok mọi người, thì để mà hướng dẫn mà sử dụng một con vang số thì cũng khá là dài mọi người ha. Hình như hồi nãy giờ mình làm mất vô đâu đó là gần 1 tiếng đồng hồ á. Đấy, mọi người muốn xem chi tiết thì mọi người cứ từ từ xem nhé. Bình thường như hồi trước thì mình sẽ cắt clip lại từ phần 1, nhưng hôm nay thì mình sẽ làm tổng, gom tổng lại luôn. Đó, mọi người làm phần nhạc, sau phần mix, phần echo, phần reverb, mọi người cứ xem theo thứ tự để mọi người chúng ta làm. Và khi chúng ta làm, chúng ta phải làm theo đúng thứ tự như mình đã làm nhé. Làm nhạc, xong rồi đến làm mix, rồi làm mix thô, xong rồi đến làm echo, làm reverb. Đấy, chúng ta làm từng phần như vậy thì nó sẽ rất là rõ, chúng ta sẽ biết được là ở đoạn nào ra như thế nào, chúng ta sẽ bóc tách ra như vậy thì chúng ta sẽ nghe được rất là rõ ràng. Và chúng ta đừng có gộp là vừa echo thì vừa chúng ta đang mở một chùm lên, sau đó chúng ta lồ, chúng ta mở lên, chúng ta không có biết được rằng là cái tiếng của mình đang lội ở phần nào, lội ở phần bên phần echo hay là lội bên phần reverb. Đó là cái vấn đề, vì chúng ta mở lên như vậy, một chùm lên như vậy, vừa echo vừa reverb vừa tiếng mic thôi, chúng ta trộn ba thứ trong một lại, bởi vì chúng ta đâu biết được, đâu phát hiện ra được rằng là cái tiếng mic của mình đang nghe khó chịu ở do cái gì, do reverb hay là do echo. Chúng ta phải bóc tách ra, chúng ta phải làm như vậy thì nó mới chính xác được mọi người nhá. Bởi vì hú nó còn liên quan tới echo, liên quan tới việc reverb chúng ta xử lý như thế nào, và tiếng mic thô chúng ta xử lý như thế nào, chúng ta phải xử lý từng phần một. Đó, đó thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, xem, subscribe. Chào mọi người nhá.